Chào quý vị khán giả đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa khai mạc kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương quan điểm chỉ đạo chung là không để ách tắc ở bất cứ khâu nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ. Để đảm bảo tiến độ hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo. Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời việc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Các nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp thẩm tra theo luật định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp để biểu quyết thông qua với chất lượng cao nhất, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kỳ họp đã nghe báo cáo thuyết trình các nghị quyết và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét thảo luận và thông qua 18 dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm 5 nghị quyết thuộc nhóm nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, 4 nghị quyết thuộc nhóm danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Các nghị quyết về quy định một số cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025, chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và một số nghị quyết quan trọng khác. Đồng thời, tại kỳ họp này, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Thành đoàn Cao Bằng tổ chức diễn đàn chuyển đổi số trong tư vấn định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022 với sự tham gia của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở, chi đoàn tổ xóm trên địa bàn dân cư, Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn các lớp học trên địa bàn thành phố. Tại diễn đàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Chất lượng Cao CLC cung cấp thông tin về chuyển đổi số. Đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, triển khai phần mềm IHR, hướng dẫn vận hành phát triển quản lý và sử dụng phần mềm IHR trong thống kê chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Các đoàn viên thanh niên tham gia diễn đàn còn được đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp một số thông tin về tuyển dụng lao động cho các khu công nghiệp trong nước. Diễn đàn là hoạt động thiết thực phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, tạo hiệu ứng tích cực phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị tìm hiểu và tham gia, giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận thông tin về các trường và các trung tâm trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm cùng ngành nghề phù hợp với yêu cầu của xã hội và các nhà tuyển dụng lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn nói riêng và trong xây dựng đô thị thông minh gắn liền với chuyển đổi số nói chung trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 34 của Chính phủ và Nghị quyết số 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố. Mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố đã góp phần thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có không ít khó khăn cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Xóm tôi trên 100, gần 140 hộ. Nên là dân cư thì cũng giải đáp, công việc thì cũng rất là nhiều lúc rất là vất vả.
nhưng mà nói chung là vì công việc được bà con tin yêu đồ bán cố gắng làm cho nó hoàn thành tốt cái công việc của mình luôn. Còn về cái nói chung về cái thủ công thì nói chung thì về cái an ninh thì tôi thấy là từ trước làm thì nó được 0.6 về sau khi sáp nhập là bắt đầu làm kinh nghiệm là được 60% 0.6 nó chỉ một tháng thì được có hơn 500.000 đồng một tháng. Cho nên cái công việc nói chung về an ninh thì nó rất là vất vả, nhiều lúc đêm hôm là phải đi đến tận sáng đấy cũng mới về, kết hợp với bên công an xã là phải đi như thế. Cho nên là cái công việc nói chung cũng rất là vất vả. Tôi thấy là cái công việc bên an ninh hơn rồi cái kiểu thôn nói chung là theo cái quy định nhà nước đã quy định như thế là mình muốn đòi anh trả đâu được, đó là do các ban ngành cấp trên ấy tạo điều kiện để sẽ cân được cái mức chỉ có bên có các người không hưởng lương ấy được thêm một tí là nó gọi là động viên tinh thần của họ nhiệt tình hơn với cái công việc của mình. Thì nói chung là nhiều lúc thì muốn đi đâu thì cũng rất là khó vì cái công việc đã làm việc của xóm thì nó nhiều việc lắm, cho nên là lúc nào cũng văn bản nó xong rồi người nó tìm người kia tìm tất cả các vụ việc trong xóm là có mặt là. Đó là chia sẻ của trưởng xóm Nà Gọn tại thị trấn Nguyên Bình. Với 23 năm được nhân dân tín nhiệm, giữ nhiều chức danh trong xóm. Sau khi sáp nhập địa bàn dân cư rộng hơn, thì những người hoạt động trong xóm như ông Khầm lại tăng thêm đầu việc và vấn đề phụ cấp lại không tăng, gây nhiều khó khăn cho những người hoạt động bộ máy cấp xóm, tổ dân phố. Cũng như ý kiến của các cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, tại buổi giám sát về vấn đề này tại huyện Thạch An, cho thấy địa phương này cũng gặp phải nhiều khó khăn khi thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nghị định số 34 của Chính phủ. Xã Anh Lợi là một trong những xã sáp nhập, trong hai xã sáp nhập của hai cặp xã sáp nhập của tỉnh An. Thì là bắt đầu từ tháng 3/2020 thì là xã chúng tôi sáp nhập với Lợi, xã Thiện Sĩ sáp nhập vào cái xã Anh Lợi. Thì sau khi sáp nhập vào thì gần như là cán bộ thì vô dư rất là nhiều, thì cũng sáp nhập vào thì rơi vào 30 người. Và khi mà sáp nhập vào thì cũng được các đồng chí lãnh đạo với ủy hội đồng dân ủy ban huyện và các đồng chí lãnh đạo công an quan tâm sát sao và cũng bố trí sắp xếp bằng mọi những cái hết sức là tích cực thì đã bố trí làm. Và đến thời điểm hiện nay thì là cơ bản đã được bố trí được hết. Như đối với các chức danh hoạt động xóm thì như những đồng chí trưởng ban liên tục thì là từ đầu sáp nhập cho đến giờ thì đã có bao nhiêu bạn đã có bao nhiêu những cái người mà bí thư chi bộ trưởng xóm, những người tham gia trong việc xóm là bỏ đi. Thì thật sự là nếu mà cấp ủy chính quyền xã mà cứ xin là cho nghỉ thì khả năng là chỉ hết rồi, nếu mà xin là cho nghỉ là khả năng là nghỉ gần hết. Thì chúng tôi là cũng đến xin đến nộp đơn rồi, nhưng mà chúng tôi lại đến trực tiếp gặp gỡ xong là vận động xong là tìm hiểu tâm tư nguyện vọng. Xong là nếu mà ví dụ như là lúc nãy đồng chí trưởng phó một đoàn đồng này cũng xin rồi, nên bảo là nhiều việc quá thì phải sao là kiêm ba việc, thì vừa là chi hội trưởng công ty vừa là công an viên nữa. Chúng tôi cũng nghiên cứu là ở đây thì đề nghị là đồng chí tiếp tục giữ cái chức vụ trưởng phó, mà chúng tôi sẽ gỡ cho đồng chí là công an viên với lại mình. Và có một số phương khác thì cũng vậy, chúng tôi cũng với cái tinh thần là trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì cũng động viên các đồng chí đấy là tiếp tục công việc. Thì rồi đối với những người bỏ việc ấy thì đối với bí thư chi bộ này chúng tôi là từ đầu đến giờ là chưa có đồng chí nào, mặc dù là cũng có một số đồng chí có ý kiến xin, tuy nhiên là tôi cũng cố gắng là tuyên truyền thuyết phục cộng đồng. Một đối với trưởng xóm thì cũng có nhiều đồng chí trưởng xóm có ý kiến xin nghỉ, nhưng mà đến thời điểm này thì có một đồng chí trưởng xóm cũng có ý kiến và đồng mái thì cũng được. Thì đồng chí này cũng vừa làm nhà xong thì gia đình con nhỏ cũng được gần nhiều, thì đồng chí cũng biết ơn. Đến lần thứ hai thứ ba thì chúng tôi cũng hành chịu
chỉ là xin đi làm ăn xa để có thêm thu nhập để trang trải cho đây. Thì là có một cái sự sống nghỉ và hiện nay là chúng tôi chưa tìm được một cái trường có mới, nên là cũng đã thường vụ đã họp vào và quyết định là cho đồng chí bí thư chi bộ là tạm thời kiêm trưởng thôn, trưởng thôn mặt tiền. Và những cái người của các cái xóm khác của việc thì đã có một trưởng ban công tác mặt trận bỏ việc thôi việc, một ít giá thôn bản cũng bỏ việc, còn các cái chi hội trưởng ngồi là bí thư chi đoàn thì cũng có khá nhiều, các chức danh không chuyên trách ở cấp phường, xã, thôn xóm gồm văn phòng đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phó chủ tịch hội nông dân, bí thư đoàn, chủ tịch hội người cao tuổi, công an viên, thanh niên, phụ nữ. Họ đang đảm nhận khối lượng công việc không nhỏ ở các xã phường, thị trấn. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm tổ dân phố, mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm như hiện nay cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất là một người phải kiêm nhiệm ít nhất một công việc, mức phụ cấp thấp và chức danh khuyến nông và thú y cũng đang gây nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với địa bàn thị trấn Đông Khê thì từ khi thực hiện cái việc sắp nhập theo cái quyết 30 thì là cũng về cơ bản cái các chức danh bán chuyên trách thì là cũng có gặp khá nhiều cái khó khăn trong công việc. Thứ nhất là do cái đầu mối công việc là không giảm, nhưng mà là cái công việc ấy thì lại tăng lên, mà để mà chuyển cho cái đầu mối công việc ấy thì lại là không chuyển được. Do vậy là dẫn đến là khó khăn trong cái việc là thực hiện nhiệm vụ của các chức danh bán chuyên trách. Thế còn đối với cấp xóm ấy, thì hiện nay ấy, thì là vì là cái địa bàn miền núi, do vậy là cái việc sáp nhập các thôn xóm với tổ dân phố thì là về số lượng dân cư thì là nó là hợp lý. Tuy nhiên ở đây thì đối với cái địa bàn thị trấn ấy, thì là cũng có xóm, lại khoảng cách cự ly từ nhà cho đến trung tâm xóm, nhà văn hóa thì là cũng còn rất xa. Nó có ảnh hưởng đến cái việc là thông báo họp, thông chi các những cái nội dung của trưởng xóm hoặc là của ban công tác mặt trận đến người dân. Thế thì ở đây thì cũng đối với các chức danh khác thì cũng ở xóm thì là cũng có nhiều cái là không được thuận lợi cho lắm, vì là ở đây là các chức danh không có chuyên môn, ví dụ thôi thì như là đoàn thanh niên mà làm kiêm công tác thú y, hoặc là phụ nữ là kiêm công tác y tá thôn bản. Đấy, thế thì những cái việc như vậy là nó gây khó khăn, vì liên quan đến là chuyên môn là cũng rất là khó khăn cho những cái các đồng chí là thực hiện cái nhiệm vụ ở cấp xóm, tổ dân phố. Cũng qua cái những cái nội dung như vậy thì cũng qua cái thời gian cũng đã thực hiện là cái công việc, thì là cũng ở đây thì chúng tôi cũng muốn kiến nghị với cấp trên thì là thực hiện cái việc là đề nghị tách cái chức danh nhân viên thú y khuyến nông xã để làm thành hai cái chức danh riêng biệt thì là nó sẽ thuận lợi hơn cho công việc. Thứ hai nữa là bổ sung cái chức danh khuyến nông viên ở cấp xóm, tổ dân phố. Còn đối với chức danh văn phòng đảng ủy ấy, thì và chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy ấy, thì nên là cán bộ chuyên trách. Thì vì đối với địa bàn thị trấn thì hiện nay là cũng hơn 400 đảng viên, do vậy là cũng gây khó khăn cho những cái người là hoạt động mà không chuyên trách. Còn cái tiếp theo nữa là cũng nên tăng thêm cái mức phụ cấp đối với các chức danh làm việc ở xóm và tổ dân phố. Còn về cái các chức danh mà đối với phụ cấp cho các chức danh ấy, thì đến thời điểm này thì là cũng xét thấy là vẫn còn thấp so với các chức danh khác, thì cái mức phụ cấp còn thấp, là cũng cần là nâng cái mức phụ cấp của người hoạt động tại các xóm tổ dân phố lên để cho quá trình thực hiện cái công việc có hiệu quả. Cái nội dung này thì là đúng là nó bất cập đối với địa phương chúng ta, đặc biệt là địa phương chúng ta thì chủ yếu là phát triển nông lâm nghiệp và chăn nuôi trồng trọt. Thế thì
sau khi mà có nghị định 34 thì cái và các cái hướng dẫn của các cái bộ chuyên ngành thì cái hai cái chức danh này thì là không còn chuyên trách như trước đây nữa. Vì vậy thì chắc là chúng ta tỉnh chúng ta sẽ phải đề nghị là chính phủ là sửa đổi bổ sung cái nghị định 34 để xem là các cái chức danh này có thể là ở xã có một cái chức danh chuyên trách về khuyến nông khuyến lâm và thú y. Đấy, về chức danh chuyên trách để gắn với trách nhiệm và gắn với chuyên môn họ vào đấy để thực hiện cái nhiệm vụ này. Thực hiện nghị định số 34 của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thông qua nghị quyết số 30 quy định về chức danh, bố trí số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và cấp xóm tổ dân phố. Thực hiện quy định này, hiện nay số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn, ở xóm tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là 9.105 người. Kết quả rà soát số lượng rơi dư sau khi bố trí sắp xếp theo quy định tại nghị quyết số 30, tỉnh thực hiện hỗ trợ 17.397 người, tổng kinh phí là 56,9 tỷ đồng. Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm còn 1.085 người. Số người hoạt động không chuyên trách ở xóm tổ dân phố và các chức danh có mặt giảm còn 8.020 người. Việc giải quyết chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sáp nhập và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp sáp nhập xóm tổ dân phố. Kết quả từ năm 2020 đến năm 2021 đã giải quyết chế độ trợ cấp cho 291 người với tổng số kinh phí hỗ trợ là 6,6 tỷ đồng. Năm 2021, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã xóm và người tham gia trực tiếp công việc của xóm, tổ dân phố được đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 99,79%. Đó là những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết này. Sau khi thực hiện cuộc giám sát tại các địa phương và sở ban ngành chuyên môn, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh nắm bắt tình hình, những hạn chế bất cập, đề nghị các cơ quan chuyên môn cần sớm sửa đổi, điều chỉnh nghị quyết số 30 theo mức phù hợp với từng chức danh và tính toán cân đối phụ cấp cho các chức danh, đảm bảo hợp lý, đảm bảo với nguồn lực của địa phương. Sau khi đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện theo cái kế hoạch giám sát và đã triển khai đến giám sát đến 9 huyện và thành phố, và cũng đoàn giám sát cũng đi xuống một số cơ sở xã, đặc biệt là các cái xã sát nhập và một số huyện, và sau đó thì làm việc với các sở ngành thì qua nắm tình hình thì chúng tôi thấy như sau. Trước hết là cái nghị quyết 30, cái nghị quyết 30 Hội đồng Nhân tỉnh thì được thực hiện sau khi có nghị định 34 của Chính phủ và đã được triển khai đến các cái địa phương, đặc biệt là nội dung chính là đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách và những người ở xóm làm việc trực tiếp ở xóm. Thì sau khi mà đoàn khảo sát giám sát của chúng tôi đi nắm thông tin thì thấy là nó có những cái bất hợp lý và bất cập chúng ta cần phải điều chỉnh. Đó là cái việc thứ nhất là sau khi mà thực hiện cái việc sát nhập các cái xóm tổ dân phố và các xã thì cái địa bàn ở Cao Bằng chúng ta thì rất là rộng, bị chia cắt rồi là khoảng cách rất là xa và cái số người làm việc ấy thì giảm đi đấy, và cái phụ cấp cho các cái đối tượng này thì cũng do là tỉnh ta là nghèo đấy, chưa cân đối được cái ngân sách địa phương, vì vậy thì cái phụ cấp cũng rất là thấp. Vì vậy thì qua nắm tình hình các thông tin và qua tiếp xúc cử tri và qua giám sát cụ thể tại một số địa phương thì thấy là nó bất cập. Đấy, thì tỉnh thì chắc là chúng ta thì phải có những cái điều chỉnh trong cái thời gian tới. Sau cuộc giám sát thì Thường trực Hội đồng dân chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh ủy và đề xuất cái hướng giải quyết trong thời gian tới. Đó là thứ nhất là trước mắt là nghị định 34 của Chính phủ thì chưa sửa đổi, thì tỉnh ta sẽ sửa đổi cái nghị quyết 30 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì với hướng là điều chỉnh các cái phụ cấp theo hướng là tăng
Tuy nhiên thì là tăng bao nhiêu thì là do các cái sở chuyên môn phải cân đối cái nguồn lực của tỉnh đấy, để làm sao mà trước mắt là giảm bớt một cái phần khó khăn đối với các cái đối tượng hưởng cái phụ cấp và hưởng cái bán chuyên trách và hưởng cái bồi dưỡng ở xóm và tổ dân phố. Công tác vận động người dân tham gia thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội cũng là một áp lực rất lớn lên đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường thị trấn và cấp xóm tổ dân phố. Trong bối cảnh số lượng đã giảm đi rất nhiều sau khi thực hiện bố trí, sắp xếp, kiện toàn theo quy định tại Nghị định số 34/2019. Để ổn định tâm lý và động viên, khuyến khích đội ngũ người hoạt động không chuyên trách yên tâm công tác, tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho ý kiến về thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường, xóm, tổ dân phố và những người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo, điểm qua một số tin tức nổi bật trên các báo sáng nay. Lễ phát động cấp quốc gia chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đã diễn ra tại tỉnh Phú Yên. Tại buổi lễ, thì lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trong cả nước tăng tốc độ, tăng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trước thềm năm học mới. Theo Bộ Y tế, hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt 53%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi là 51%. Tỷ lệ này còn thấp so với mục tiêu và kỳ vọng đặt ra. Một số nguyên nhân phổ biến như tâm lý e ngại của phụ huynh trước tác dụng phụ của vaccine, trẻ ốm, mắc COVID-19 nên phải trì hoãn tiêm, trẻ nghỉ hè nên nhà trường gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động. Một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến khích để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em là kết hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với ngành giáo dục các địa phương, trong đó chú trọng tổ chức các điểm tiêm lưu động an toàn ngay tại trường học. Ngành y tế đặt mục tiêu trong tháng 9 sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Tổ xe ôm miễn phí là mô hình mới được các hàng quán kinh doanh đồ uống có cồn tại quận Hoàng Mai, Hà Nội thành lập để đưa khách say về nhà. Hầu hết mọi người trong tổ xe ôm đều là nhân viên của nhà hàng. Mô hình mới được triển khai đã giúp hạn chế tình trạng nhiều người sau khi uống quá chén vẫn tự đi xe về nhà. Dù sau đó thì khách hàng phải tự quay lại lấy xe, nhưng ai cũng ủng hộ cách làm này. Ngoài các tổ xe ôm đưa người say về nhà do các nhà hàng tự thành lập, Công an quận Hoàng Mai đã tăng cường tuyên truyền về việc chấp hành quy định đã uống rượu bia, không lái xe. Khoảng 160 quán tại 14 phường trên địa bàn quận đã được phát băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi. Trên đó còn in cả số điện thoại của taxi và xe ôm. Hiện mô hình này đang được thí điểm và triển khai miễn phí. Tuy nhiên, nếu có bị mất phí, thì với việc đi xe ôm, đi taxi về nhà, số tiền mà người tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia phải bỏ ra vẫn còn tiết kiệm hơn việc phải nộp phạt nếu như vi phạm nồng độ cồn. Bởi theo Nghị định 100, mức phạt vi phạm nồng độ cồn thấp nhất với xe máy là 2-3 triệu đồng và 6-8 triệu đồng đối với ô tô. Nhưng quan trọng, đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thông tin cụ thể về vấn đề lợn tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi bị chết hàng loạt. Cục Thú y nêu rõ cần chấn chỉnh việc cung ứng sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi. Trước việc xuất hiện tình trạng buông lỏng trong quản lý phân phối, tổ chức tiêm phòng và giám sát sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi dẫn đến lợn chết ở một số địa phương, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị các địa phương xảy ra sự cố tạm dừng việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi của công ty Navetco để tập trung nguồn lực xử lý các vấn đề phát sinh. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm của đơn vị cung cấp vaccine là công ty Navetco, các đơn vị liên quan của địa phương do không tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài dự kiến dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022 được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Và trước khi học sinh bước vào năm học mới, hứa hẹn sẽ là một dịp cao điểm của các chuyến bay nội địa.
Theo tính toán thì sản lượng bay nội địa sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt mức kỷ lục là 80.000 lượt khách trên một ngày. Và đây cũng chính là con số đáng chú ý chúng tôi đề cập trong một con số hôm nay. Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khẳng định sẽ đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài áp dụng tăng cường biện pháp an ninh hàng không cấp độ 1. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ, tổ chức bổ sung 20% quân số so với kiếp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, cà phê không chỉ là thức uống quen thuộc để khởi đầu ngày mới đầy năng lượng, có thể kích thích vị giác và giúp cơ thể tỉnh táo, mà còn là dưỡng chất làm đẹp tự nhiên hiệu quả, giúp làm đẹp từ mái tóc đến làn da. Nội dung này sẽ có trong mục sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay. Coffee skincare chắc hẳn không còn là thuật ngữ hay từ khóa lạ lẫm trong cẩm nang làm đẹp của nhiều người những năm gần đây. Có thể hiểu đây là một phương pháp làm đẹp xanh với nguyên liệu chính là cà phê. Chất caffeine chứa nhiều trong cà phê thường chỉ được nhắc đến với tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp tỉnh táo và tập trung hơn vào công việc. Nhưng ít ai biết rằng caffeine còn là thành phần hoạt chất trong kem dưỡng, có đặc tính chống oxy hóa cao, bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại, có khả năng tẩy sạch tế bào chết và bụi bẩn, giúp da trở nên săn chắc, đều màu. Ngoài ra, chất này còn có tác dụng kích thích sự lưu thông máu, các nang chân tóc để thúc đẩy tóc mới mọc nhanh hơn, dày hơn. Không phải tự nhiên mà xu hướng làm đẹp từ cà phê được phái đẹp ưa chuộng đến vậy. Nguyên liệu dễ tìm, thực hiện đơn giản nhưng cho hiệu quả an toàn đối với làn da. Là nguyên liệu để chế biến thành một thức uống phổ biến, có mặt ở tất cả các quán nước giải khát, giải trí, chợ, siêu thị, tạp hóa. Dù uống hay sử dụng làm mặt nạ, tẩy da chết thì cà phê đều mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai.